quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, gần đây xuất hiện một số trường hợp 5-6 ca bệnh được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản, chủ yếu là các trẻ lớn từ 5 tuổi trở lên. Trẻ có các biểu hiện như sốt cao, bụng nôn, đau đầu, ngủ nhiều và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến hôn mê và co giật. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản đều là trường hợp trẻ từ 5 đến 9 tuổi. Bệnh nhân xuất hiện sốt cao 38 đến 39 độ C, sau đó bị đau đầu tăng dần và ngủ nhiều. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện để khám và được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản cho nhập viện điều trị. Hiện hai bệnh nhân đã có tình trạng tương đối ổn. Bệnh nhân còn lại đang rơi vào tình trạng tương đối nặng, phải thở máy. Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm lây truyền qua trung gian truyền bệnh là muỗi. Do vậy, tại các thời điểm trong năm có thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển thì đó là mùa dịch viêm não Nhật Bản. Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua bệnh thường xuất hiện và có số ca mắc gia tăng vào mùa hè, đặc biệt là tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Thời gian gần đây tại phía Nam cũng có ca bệnh lưu hành quanh năm. Hiện nay chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu, bởi khi trẻ đã có biểu hiện mắc viêm não Nhật Bản thì lượng virus ở trong máu rất ít, mà virus tập trung ở não và gây tổn thương các tế bào thần kinh. Do vậy, việc điều trị viêm não Nhật Bản rất khó khăn với tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao. Thông thường, tỷ lệ trẻ tử vong do mắc viêm não Nhật Bản là từ 3 đến 5%. Tỷ lệ di chứng có thời điểm lên tới 20 đến 25% nếu tính cả những trường hợp trẻ sau khi ra viện và được theo dõi đánh giá sau 2 đến 3 năm thì tỷ lệ di chứng còn cao hơn nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải nhấn mạnh, chúng ta không cố gắng phân biệt viêm não Nhật Bản với các bệnh viêm não khác. Bởi cứ mắc viêm não thì trẻ phải nhập viện và không thể điều trị tại nhà. Đặc biệt là viêm não Nhật Bản thường hay gặp ở những trẻ lớn từ khoảng 3 tuổi trở lên, nhất là nhóm từ 5 đến 15. Hiện tại vaccine viêm não Nhật Bản có tác dụng phòng bệnh trong khoảng 3 đến 5 năm. Trẻ thường được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản từ khoảng 12 tháng tuổi. Nhưng khi trẻ lớn thì các bậc phụ huynh hay quên đưa con đi tiêm mũi nhắc lại. Thông tin cụ thể về 3 trường hợp bệnh nhân đang điều trị viêm não Nhật Bản tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải cho biết, có trường hợp bệnh nhân 7 tuổi và trên 10 tuổi thì gia đình đã quên và không đưa đi tiêm mũi nhắc lại. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không quên tiêm mũi nhắc lại cho con sau 2 tuổi. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và di chứng để lại rất nặng nề, thậm chí có những trẻ phải nằm một chỗ cả đời hay phải điều trị phục hồi chức năng trong một thời gian rất dài mà vẫn chịu ảnh hưởng nhất định đến phát triển trí tuệ và phát triển vận động. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.